Hồi luôn đi, hồi luôn đi. Ngày lăn đã hay không? Hồi lăn đã kìa, lăn đã kìa. Lăn nó êm ghê. Đúng không? Nó vào đều bốn góc bàn tay này. Rồi mình đổ lên. Cái bên tay nào mình yếu hơn thì mình làm nhiều hơn tay bên kia. Ví dụ như mình làm 10 bên này thì bên tay trái yếu hơn thì làm 15 lần. Mình cho cân lại. Giờ này lưng này cũng như vậy luôn. Xuống, lên. Có dẻo như con thì mới làm như vậy thôi. Đúng không? Khen em. Trừng cái gối lại đó, biết ngay mà. Đi lên. Cái lưng của mọi người về nhìn trong gương và xem nó bị như vậy này, ai cũng bị hết đấy. Trông cái gối lại con, thì là thẳng lưng, giống như là mình ngồi thẳng mà cái đầu hướng lên trên.